Xin chào các bạn ha. Kênh Xe Vào Cuộc Sống đang ở đường Gia Xin của tỉnh Bình Dương nha, Thủ Dầu Một Bình Dương. Hiện tại thì Dũng của kênh Xe Vào Cuộc Sống đang tính mua một cái mũ bảo hiểm full face các bạn. Cho nên là đang ở đại lộ này, hồi nãy đi qua rồi. Đi qua luôn cho nên là nó nằm nhỏ quá, đi lại đi xe lịch nữa cũng không có quay được. Cho nên là hiện tại thì tới cái cửa hàng rồi ha. Bây giờ mình sẽ vô mình mua. Tại vì cái này nó nhẹ, nam nữ đều đội được à. Cắt mình là mua cặp không á. Đỏ này xuống lắm thì hiện tại Dũng tính lấy cái mẫu Rozon này các bạn. Sao? Đây. À đây rồi. Không em. Đây. Đủ tất cả các loại luôn các bạn. Hiện tại thì Dũng tính lấy mẫu Rozon ha. Nó nhẹ lắm, đội đó nó an toàn mà nó nhẹ nữa, nhưng cũng thời trang đơn giản tất cả các mẫu luôn rồi. Duron tem này thì giá nó cao hơn nha. Mẫu của nữ ở đâu chị? Mẫu của nữ mà mẫu đơn giản như vợ em đội. Mà muốn full face hay 3/4 à? 3/4 hay vợ chứ nữ đọc full face nè. Toàn bộ đây là nữ hết á. Vậy coi hết rồi. Thì 3/4 thì nó nhỏ gọn như vậy thôi. Được tặng bao tay nữa hả chị? Anh được chọn những món quà là của cái dòng này á, là một là cái túi Super Me đó. À dạ. Cái túi đeo chéo ôm vô người luôn, hai là bao tay xỏ ngón nè. Còn ba nó là thêm cho một cái kính có thay đổi. Cái nên kính là... của cái này hả chị? Đúng rồi, kính của thằng này luôn. Ví dụ như kính này là kính trong nè, anh đi được ban ngày ban đêm luôn. Thì nếu mà anh muốn lấy quà là thêm cái kính á thì em cho anh thêm một cái kính chắn gương. Anh đi ban ngày nó sẽ đỡ chống chói. Hay chưa? Không có gì động khóa à, đồ của cô nha, đi ra đây. Này cửa hàng Phục ở đường Gia Xin nha các bạn. L không, nó chỉ ra có form, tại vì sao cái mẫu nó nhỏ quá đó bạn. Nên là nó chỉ ra form ở cái này kẹp cứng thôi, bạn cứ thử đi. Bao ôm đầu mà cầm hai bên quất cũng vậy đó. Đó. Chè lấy cái vô đó có thằng rồi nên nó ra xe nhỏ được thôi đó. Thì khách mà được cái này nè. Không bẩn sâu thì chỉ gỡ cái này nè. Nó bo á, nên là bạn có cỡ nặng cũng nếu mà không có thì bạn muốn ôm không thì nó có mới dòng mới về thì nó mới có tay nhỏ đây nè, em để này nó có tay mờ luôn, bao vậy luôn, có đuôi gió luôn, mẫu cặp nhỏ rất là đẹp luôn, nó chỉ thôi nó khoảng 90.000 thôi, thằng này là 740, con đẹp tay mới luôn các bạn, đây là mới mới đó, hàng ở đây là mình bán có 300 nhưng mà bảo hành chính hãng đó, là trong vòng 1 năm luôn, lỡ tay là rớt đất mà các chị có trên nón có đường bể nứt đó là đổi được cái mới luôn nha, chi qua là mình thay miễn phí trọn đời luôn, mua được tặng kèm quà giá trị. Đó hỏi thằng này là bao không? Bao không đâu? Chứ cái cặp này thì mới không con cặp nhỏ mà dám nghiệp á, này là đang có không? Bao không đúng không? Tại vì bạn là thuộc dạng xây đầu nam mà nhỏ nên là bạn phải mua mấy cái mẫu xây nhỏ không không cũng đẹp lắm. Nè mới chứ mua mà mới cặp mẫu này cũng đẹp anh để thử. Bây giờ không thích màu thì chỉ có hàng điện thoại nãy thôi. Còn nếu muốn thì mốt bạn quay lại bạn gửi nó lại mình lót mút thêm miễn phí cho bạn cho nó ôm đầu chứ cái dòng đó nó chỉ ra không thôi đi không được để trong bạn cứ để nó lại thích Rozon luôn hả? Nè. Nè.
Đây, cái này là tay sốt tay hoặc là kính tùy à, em muốn chọn cái nào cũng được. Túi, túi bô tai hoặc kính hả? Dạ, cái nào cũng giá trị từ 100 mấy trở lên đó. Tại cái dòng này được ưu tiên là tặng kèm quà cho khách rồi. Túi này rất là tiện dụng, nam nữ đều xài được, đeo chéo ôm vô người. Chắc ly kính đi. Kính nó là sao vậy chị? Đây, kính là nó thêm một cái kính, thay vì cái này là kính trong. Dạ, dạ, để cho dạ. Bạn đi được ban ngày ban đêm luôn. Dạ, dạ, nhưng mà ban ngày nó không có chống chói cho bạn. Dạ. Thì bây giờ mình tặng kèm cho bạn cái này, bạn mua lẻ là 100 ngàn một cái. Dạ, dạ. Nhưng mà cái dòng nón này được tặng kèm lại đây, nó có cái lớp chắn gương. À dạ. Lấy rồi vậy em chọn cái kính đi. À, đi ban ngày chống chói cho bạn rất là tốt, đi đường xa là rất ok. Còn cái bao tay thì ông Vinh cũng kêu ôm lắm, khi mà dặn đồ nó ôm cái tay vậy lắm. Chạy có cảm giác vậy lắm. Ý là cái bao tay nó nếu mà nó lấy cái bao tay á. Dạ. Dạ, dạ. Còn đây mình chỉ cho cách gỡ kính nha. Cái dòng này rất là dễ gỡ kính, nên khách mình tự hay được. Bạn cứ cần bật dạ, lên dạ, thôi dạ. Xong rồi ngay chỗ này nè, bạn đẩy vô, kéo ra. Thấy không, gỡ lên thôi. Đó, qua cái nút này, có này nó có nút này bạn chỉ cần ấy ra. À dạ. Là gỡ lên, lúc bỏ vô cũng vậy. Nhưng mà phải gỡ này lên nha, chứ đừng để sát gì, sát gì không có lấy à, kính dạ. Ra dạ, dạ. Rồi chỉ vậy thôi, cái này bỏ hộp. Dũng lấy mẫu này nha các bạn. Nhìn nó đơn giản à. Có mấy mẫu mới về nữa mà nó màu mèo đẹp hơn, nó 700 mấy. Mẫu anh đang cầm rất là đẹp nhưng mà nó màu mèo quá mình không thích. Đơn giản à. Lấy mẫu này đi. Mà ví dụ như là em thích là có hai chồng tên thôi được. Tại hàng này nó về đúng có một tên thôi nhưng mà tên này trăm mấy nhất quá. Hàng này nó sẵn đuôi gió nè. Nếu mà bình thường cái mẫu của 136 bạn gắn đuôi gió là đuôi gió lẻ là tới 250 luôn. Còn này là nó gắn thẳng cho bạn mà form rất là đẹp nè, form cầm nhọn. Không, form rất là đẹp, form mấy luôn á. Để cầm chùm chùm thử cái mẫu anh đó thôi. Đầu em bự lắm. Nó ôm thôi nhưng mà vẫn vô được tại vì cái phân ngoài nó rộng nè. Tại do muốn nó chạy thôi, bạn vô bạn thấy nghe hơi ôm tí nhưng mà vẫn thử được bình thường. Tại sao nó rộng á? Được. Vẫn được nhưng mà nó chỉ ôm thôi. Tại vì muốn nó dày á. Không, phân rất là đẹp. M138 á, B. Phom cầm nhọn mới nhất của nó là hàng lâu dài, lấy ra cái phom rất là đẹp. Khách mình hôm nay rất ưu chuộng. Nó còn siết cái ấy của... Tại cái đó size nhỏ á. Nó hờ ép cái đầu. Nên cái này là do size đầu. Ví dụ như size đầu nhỏ thì sẽ dễ chịu hơn. Còn tại bạn size đầu to nên là đội phải size khoảng ít là cộng hàng size mà nó hơi ôm. Mà này đẹp à, để cái vòm này. Tại vì nó mới về á, nên nó mới về được có một khoảng hay một tay thôi. À, bạn đậu thử đi, đậu đi quay kìa. Để mình xin tấm hình luôn. Dạ. Cứ thử đi, bạn thấy là thoải mái nhất của mình thôi. Mà tại vì cái này bạn có thể chụm tay lên được. Mình muốn cái chụm khá là thôi. Mà tính ra nó cũ có màu mèo thì cái này dạng cho mới về. Để nó có tay chụm. Để đẩy lên thôi chị. Kéo lên, dạ mở. Đưa, tôi có cái điện thoại. Dưới chốt được 20 phút trọn đời. Nếu mà bị hư thì mà một rớt mà nứt à. Thì đổi mới à, là chạy là mình chịu rồi. Để rồi. Mình an tâm để mình đợi nó à, dạ, dạ. Là chất lượng nó tốt nên sớm mới bảo em có coi lên mạng test thật nhiều dạ. Cái này dễ chịu hơn. Đúng rồi, tại vì size ở trong nó rộng hơn à, thoải mái hơn. Dễ chịu nha các bạn, nó không có bị ép hai bên này. Này được tặng kèm kính này, kính có gương đi ban ngày không có chói. Dùng lấy mẫu này nha các bạn, còn mấy cái kia thì mình cũng không có ăn dùng tới cho nên lấy cái này tặng mẫu này. Rồi lúc mà dở kính là không có bị dướng của ảnh ngồi trước. Quay đây bây giờ có kính ở ngoài nó bảo vệ tốt hơn. Kính được nắng luôn, bụi được. Dùng đồ bù hả? Sẵn lớp chống chói luôn á. Tại vì kính cận là mình không đeo được kính mát á. Nên
hay là cái này nó có sẵn lớp chống cháu luôn, đi ban ngày đó mà mát không á. Còn không á thì chắc 3/4 cũng có quà luôn các bạn. Cam đa năng hoặc là vợ con đi vợ. Mất khóa, mất khóa ghê rồi bạn. Đó, cái đó không ấy đâu. Cái đó với lại cái gì nữa vậy? Bao tay chống nắng à. Chống nắng mình ăn hay xài á, tay đây. Hoặc là khăn đa năng, dạ đây. Còn có cái khăn ở đây. Khăn đa năng á thì mình để dưới cổ kéo lên che nắng che bụi được á chị. Nữ có thể làm ăn được. Lấy cái đó cũng được vậy. Chứ không mấy cái gì. Tại vì á, bình thường cái kính đó nó vẫn chị che ở trên thôi, vẫn còn cái cổ á. Lâu lâu á chị không xài kính, chị vẫn đeo khăn cho nó tránh bụi tránh nắng được. Mình lấy cái full face, vợ lấy cái 3/4. Cái này thì đeo từ đây tới đây nè. Mình mảo phun á, tay ngắn mình có thể sử dụng được tránh nắng. Còn không bị khăn đa năng thì cổ kéo lên che bụi là nó cũng được tốt. Nữ mình có thể làm ông đô rồi được. Phục thấy lúc nào cũng ngầu quá ha, không có cái nào đơn giản hết đây. Mình nghịch trơn tay các bạn, ta lấy nó mua hiểm, ta lấy hàm hố không à. Đổi lên rất cũng rất đẹp. Đây chị, nó tặng cho cái bố của nó. Đeo như ba lô vậy đó. Thấy hay quá à. Dạ. Bên ra cho bỏ nó cho. Lấy bỏ đây luôn. Đó đẹp. Ờ đẹp hơn cái này. Ca đi con. Em chơi với em bé nha con. Chị ơi. Em nè. Em là chị. Chị là chơi với em đi. Thôi em mà. Lấy mẫu nữ xăm cờ Việt Nam. Chị em nói chuyện không kìa. Cho năm em bé kìa.